Chào anh, lâu rồi mới gặp. Giờ chích mũi hai xong rồi giờ đẹp trai hẳn ra hả? Mới chích xong nè, chích lúc sáng mưa 10 giờ rưỡi xong, mới test nữa. Y tế người ta tới tổ nhân dân người ta test luôn. Chào Tân với chào các anh chị em. Nãy giờ nghe nói mấy cái nội dung Chào thì chị Cao. mình có quan tâm tới cái vấn đề là lúc nãy Thân chia sẻ. Cái thứ nhất là cái việc mà ở phương Tây họ dạy kiến thức, họ không có dạy yêu đảng yêu bác, đúng không? Cái thứ hai nữa là Cái thứ hai á, là cái nói văn hóa. người Việt cái đầu tiên đó là người Việt từ nhỏ là được dạy phải vâng lời cha mẹ, còn người phương Tây á, từ nhỏ là được dạy cách suy nghĩ độc lập. Cái điều thứ hai á, là người Việt đi tới trường á, thì được dạy là phải yêu bác, còn người phương Tây á, đi tới trường là không cần phải yêu ai cả mà chỉ cần học kiến thức thôi. Đó là hai điều đó đó. Ok, giờ mình phản biện cái vấn đề này. Thì thật sự ra thì mình không có chê cái mình không có khen mà cũng không có chê cái cách cái phương pháp dạy dạy học của Việt Nam hoặc là của người phương Tây. Mỗi mỗi nơi nó có một cái nó khác nhau đi. Nó khác về văn hóa, đúng không? Về 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 con người, về nhận thức nó khác khác nhiều, cho nên là cái quy trình cái giáo dục của nó cũng khác. Mình không có đem cái của phương Tây mà áp dụng cho Việt Nam, nó cũng rất là khó sẽ được. Mình chỉ nói đây là cái cách dạy học, cái cách mà dạy cho học sinh bây giờ nó khác ngày xưa nhiều, khác với thế hệ anh em mình học đó. Bây giờ học sinh nó tư Em duy rất là chào anh đúng, Du Phan. và cái thành quả nó đạt được. Bây giờ mình không cần biết phải dạy như thế Tiếng nào, anh Nam Phong nhưng mà cái thành ngừa ở quả dưới anh em nó nghe đạt nhỏ, được anh Nam Phong hơi nhỏ ở dưới, anh vậy kiểm hả? tra volume coi. Em thì nghe bình thường chứ ở dưới thấy anh em nói nghe nhỏ. Alo alo, nghe nghe Sao rồi các anh em có nghe được chưa ạ? anh nhàn cho em cái tín hiệu. Alo alo. Rồi đó nhỏ À rồi thì không cái nghe luôn. Ok. nghe là phải Dạ, không? em nghe Thì rồi. cái thành quả, mình nhìn vô cái thành quả thôi. Bây giờ mình không cần biết là phương Tây dạy như thế nào, Việt Nam dạy như thế nào. Thì cái thành quả các anh chị có theo dõi, anh chị sẽ thấy được mỗi năm chúng ta thi những cái cuộc thi mà quốc tế về toán lý hóa đó. Mỗi năm các anh chị thấy thì cái đoàn học sinh Việt Nam đi á, lúc nào cũng là huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Hầu như không có học sinh nào về tay không hết. Không vàng thì bạc, mà không bạc thì đồng. Đó. Và năm nào cũng vậy. Ví dụ toán năm em đi thì năm em đoạt huy chương vàng, về lý cũng vậy, hóa cũng vậy. Cho nên chúng ta mới tham gia lại với cái cuộc thi quốc tế không lâu đâu. Nhưng mà cái thành tích Việt Nam so với Đông Nam Á, mà họ Đông Nam Á các nước họ thi lâu rồi, thi trước chúng ta nhiều rồi. Nhưng mà thành tích chúng ta bây giờ chỉ có xếp sau Singapore thôi. Trong khi chúng ta mới tham gia lại, mới hội nhập lại, thì chúng ta bây giờ chúng ta đặt một cái câu hỏi là nếu những cái em đi thi đó không học ở Việt Nam, không lẽ các em đó học bên Lào, học bên Campuchia về thi cho Việt Nam hả? Có phải cái đó là giáo dục của Việt Nam không? Mà các em đó đi thi đó có phải là đại diện cho đất nước Việt Nam không? Hay là Việt Nam đi thuê các em đó về thi cho Việt Nam? Cái này những cái kẻ chống cộng nó rất là ngu dốt, nó đánh phá giáo dục. Nhưng mà nó không thấy cái kết quả. Tại sao người Việt Nam đi du học rất là nhiều? Bởi vì chúng ta có cái nền cơ bản. Thì các cái trường đại học Mỹ, Nhật, Anh, Úc, Singapore họ mới nhận. Chứ nếu chúng ta cái nền đào tạo của chúng ta thấp, chúng ta không đáp ứng được, làm sao chúng ta thi đậu được vô những trường đại học đó? Thậm chí là hai ba trường đó, họ họ câu kéo những cái em học sinh gọi là có thành tích học tập xuất sắc, trao học bổng này kia, thậm chí có em năm bảy trường kìa. Thì các em Đúng nó học rồi. ở đâu? Các em nó học bên 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 Lào về hả, đúng không? Những cái kẻ mà chống phá nó rất là ngu xuẩn, nó chống phá nhưng mà nó không có
không có Dạ cơ rồi sở anh nha. đúng không? Dạ. Thì Không, cái vấn đề đó là ở anh Việt nói Nam là mình, em cảm thấy là ok luôn á. ở Việt Nam mình đi đi du học rất nhiều, và học sinh Việt Nam du học hầu như là cái thành tích học tập rất là xuất sắc. Ở bên Úc là một trong những cái nước mà cái du học sinh nước ngoài là thành tích học tập cao nhất ở nước Úc là học sinh Việt Nam. Chúng ta thấy đó. Vậy thì nếu chúng ta 12 năm học ở trong nước, cái nền tảng chúng ta thấp, chúng ta dạy không có đâu ra đâu, thì làm sao chúng ta có thể thi đậu vô những cái trường đó? Thậm chí có em còn chia sẻ, nó qua đó nó học, ở bên đây nó học lớp 11, nhưng mà qua đó học lại, học tiếp lớp 12, thì nó nói là những cái kiến thức đó ở Việt Nam nó đã học hết rồi, thậm chí nó không thèm học. Thì mình mới thấy được cái một cái vấn đề là giáo dục Việt Nam rất là cao. Chỉ có những kẻ mà nhát học, ham chơi nhát học đó, thì nó mới ngu xuẩn thôi. Còn những em mà họ gia đình mà có truyền thống về học hành đó, con cái họ giỏi lắm, cực kỳ giỏi, thậm chí chưa học hết đại học ở trong nước thôi nha, nó kiếm một tháng mấy chục triệu là cái chuyện bình thường luôn, bởi vì nó giỏi, nó có kiến thức, nó chưa học hết đại học là các cái doanh nghiệp nó đã nhắm rồi đó, về làm sale luôn rồi, giỏi lắm. Thật sự mà nói là thế hệ sau này chúng ta đứa nào mà nó chịu học nó rất là giỏi. Mình không có đánh đồng hết, tại vì có một số em vì điều kiện hoàn cảnh hoặc là vì cá nhân thôi, lười không chịu đi học, cho nên là thấy kém cỏi, tự thấy mình kém cỏi, rồi mình nghĩ người ta kém như mình. Cái thật sự ở Việt Nam bây giờ nhiều em nó giỏi cực kỳ, phải nói là nể luôn, giỏi rất là nể luôn. Thì nói sơ về cái vấn đề giáo dục, còn cái vấn đề mà nói về mà ở Việt Nam, ở phương Tây thì dạy kiến thức, ở Việt Nam thì dạy yêu đảng yêu bác gì đó, cái đó là cái luận điệu của cái đám mà nó muốn hạ bệ hình tượng thôi. Thứ nhất mình nói nè, ở phương Tây họ cũng có thần tượng, Việt Nam cũng có, và nước nào hầu như nước nào cũng có, nhưng phương Tây tại sao nó không nhiều? Thần tượng của họ là ai? Là những cái kẻ mà đi cướp nước, toàn những kẻ đi cướp. Ví dụ như bây giờ Christophe Colomb đi, ở Tây Ban Nha họ tôn thờ, nhưng mà người da đỏ họ coi ông Christophe Colomb là một cái kẻ gọi là kẻ thù Dịch lớn chủng nhất luôn của họ, á. cái kẻ diệt chủng cả cái dân tộc người da đỏ, đúng không? Rõ ràng chưa? Bởi vì cái thần tượng của những cái nước phương Tây ngày thế kỷ 19 đó, đầu thế kỷ 20 đó, toàn là những cái kẻ đi xâm lược, giết chóc. Cho nên càng ngày họ càng hiểu biết thì cái thần tượng nó càng ngày càng đi xuống. Tại vì sao? Vừa rồi nước Mỹ, năm ngoái nước Mỹ xảy ra những cái vụ mà biểu tình, họ lật, họ lôi kéo đổ rất nhiều cái thần tượng, cái tượng của những cái vị mà tổng thống Mỹ ngày xưa. Bởi vì họ cho đó là những kẻ xâm lược, những kẻ diệt chủng, người da đỏ, người bản xứ. Cho nên họ kéo đổ những cái tượng đó, vì họ cho rằng đó là những kẻ không xứng đáng làm thần tượng. Rõ ràng các cái phương tiện truyền thông chúng ta đưa rất nhiều, năm ngoái biểu tình đó nó kéo đổ nhiều lắm, bởi vì những cái thần tượng của họ đa số là như vậy, toàn là đi xâm lược, đi giết chóc, đi cướp bóc đó. Ngày xưa còn Mỹ ăn được, còn bây giờ 4.0 rồi, họ muốn tìm hiểu dễ lắm, ông này ngày xưa sao sao làm gì đâu có khó để biết, đúng không? Trở lại vấn đề của Việt Nam mình, tại sao chúng ta lại lại xem Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại? Ngược lại lịch sử một chút, chúng ta sẽ thấy trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì ở dân tộc chúng ta là gì? Là nô lệ, đúng không? Pháp nó chiếm đóng, có rất nhiều cái cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, rồi Đề Thám rất nhiều, nhưng mà tất cả đều bị đàn áp dã man, đúng không? Và thất bại. Rõ ràng chúng ta có rất nhiều anh hùng kiệt xuất yêu nước, nhưng mà cái cách đấu tranh, cái con đường để đấu tranh nó chưa phù hợp, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh mới quyết định ra đi tìm đường cứu nước và sang mẫu quốc Pháp để xem coi ở bên đó họ làm như thế nào, tại sao họ lại đi xâm lược Việt Nam và xâm lược các cái nước thuộc địa khác đó. Từ đó người đã ngộ ra cái chân lý và tìm được cái ánh sáng chân lý, đó là học thuyết Mác Lênin đó, và đem về áp dụng cho cách mạng Việt Nam. Và cái thành quả đạt được như thế nào thì chúng ta quá rõ rồi đó. Chỉ khi
Đảng thành lập năm 1930, Quân đội Nhân dân thành lập năm 1944. 44. Đúng không? Yeah. Lúc đó bao nhiêu? 34 chiến sĩ. 10 năm sau chúng ta đã có một đội quân hùng hậu. Và năm 54 ta đánh bại thực dân Pháp. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, nếu nhân dân không ủng hộ, đúng không? Nếu không được lòng dân thì không bao giờ có một cái đội quân như vậy. Cái trận Điện Biên Phủ là chấn động địa cầu đó anh. Đó là pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân Pháp đó. Chấn động địa cầu. Và sau đó nữa là gì? Đế quốc Mỹ và bè lũ Tay Sai. Vậy thì công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó lớn đến mức nào? Có xứng đáng làm thần tượng không? Tôi nghĩ quá xứng đáng. Chúng ta không gọi là thần tượng mà chúng ta gọi là đó là vị lãnh tụ, cha già của dân tộc. Mặc dù người không có con, nhưng mà con của người là những thế hệ sau này. Thế hệ của chúng ta này. Và đừng có kẻ nào đụng tới hình ảnh cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kẻ nào bôi nhọ, xuyên tạc thì đó là những cái thành phần bất khảo, mất dạy, vong nô, không có tổ quốc. Đó, mình phải nói để cho các cái thế hệ, các em sau này nó hiểu được. Không phải mình rảnh mình lên đây mình phu mô múa mép, nhưng mà để ít ra con em mình sau này nó còn hiểu được ngày xưa chúng ta giành được độc lập là nhờ ai. Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi có những các vị anh hùng giải phóng dân tộc khác, hàng triệu triệu người ngã xuống. Để không quên lịch sử, để chúng ta ngồi đây chúng ta có cái ăn cái mặc, đúng không? Ta có hòa bình tự do. Không có cái gì quý hơn độc lập tự do mà. Những cái kẻ mà tay sai á, nó không cần tự do. Nó chỉ cần tụi Mỹ đúc vô mõm nó mỗi ngày 2-3 bữa ăn là nó sướng rồi. Cái thói nằm ngửa ăn sẵn bây giờ nó vẫn còn là trong cái dịch, đại dịch này. Vẫn đâu đó những có những cái kẻ như vậy. Quen thói nằm ngửa ăn sẵn. Mà cái thói này người cộng sản họ không có dạy đâu. Mà nó tồn dư của chế độ cũ nó còn sót lại đó. Nên là mình nghe lên pay lên mạng, nghe những cái luận điệu của nó mình rất là bức xúc. Tại sao mình phải lên mình phản biện đó? Mình cũng có công việc làm của mình có gia đình, có thời gian đó. Ví dụ như mình rảnh mình mở tivi mình coi, mình mở phim mình coi. Tại sao mình phải lên pay mình phản biện? Bởi vì mình bức xúc, đơn giản thôi. Từ bức xúc không thể chấp nhận được cái luận điệu của những cái kẻ chống phá này đó. Bọn nó rồi nó xuyên tạc một cách trắng trợn quá. Nó là những, đúng rồi, tụi nó là những con ác quỷ. Mình nói thẳng sau cái dịch này mình mới nhận ra bọn nó. Hồi xưa mình nói là nó là cái bán nước hại dân này kia, nhưng mà bây giờ nó phải nâng cái level nó lên là những con ác quỷ. Bởi vì nó thấy dân tộc nó, thậm chí người nhà nó ở đây mà chết chóc vì Covid, nó mừng. Chào Minh Thanh nha. Xuống. Cho nên là rồi cái vấn đề mà nói về văn hóa đó, nãy có nói một đoạn về văn hóa thì mình à, bảo chứ ngày xưa bây giờ tụi nó vẫn lên tay nó chê bai cái giáo dục của cộng sản và nó khen ngợi cái giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Mình thì không được học ở cái môi trường giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Nhưng mà cái môi trường giáo dục cộng sản là mình vô cái lớp học là mình thấy gì, cái chữ gì đầu tiên? Tiên học lễ, học tiên học lễ đó. Dạ đúng rồi, chính xác. Hồi xưa đi học là lúc nào cũng có cái chữ tiên học lễ học. Đó là gì? Học làm người trước, học đạo đức trước, sau đó mới là kiến thức. Con người xã hội nghĩa là phải như vậy. Bây giờ chúng ta thấy có nhiều nhiều kẻ, thậm chí là nghệ sĩ đó, chưa làm người đã ti toe ta là nghệ sĩ đó. Nhưng mà nhân cách không bằng con người. Nghệ sĩ bây giờ mình lên mạng mình thấy những nghệ sĩ họ dùng những cái hành động, những cái câu nói không thể chấp nhận được. Một vài cá nhân thôi anh, còn lại không phải tất cả. Nói chung là cũng có rất nhiều người là mình tốt. Mình hiểu trước giờ mình đang nói nghệ sĩ là những ai, chứ không phải mình đua đủ cả nắm.
không có thiệt là một số kẻ đó. Để mình không tiện ngồi để mình kể tên từng người thôi. Dạ thì ở anh em mình thì hiểu quy ước là những cái người đó rồi, chứ còn không cần phải kể ra, nhưng mà người nghe người ta ấy sợ thôi. Về nói về cái giáo dục, mình so sánh giáo dục hai miền, ngày xưa mình không có được học, nhưng mà giáo dục cộng sản họ sinh ra những vị anh hùng đó, đấu tranh giải phóng dân tộc, và họ chấp nhận hy sinh không vì một cái gì hết ngoài lý tưởng, không vì cái gì hết. Trong khi những cái kẻ mà nói khen ngợi cái giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, họ giáo dục ra những cái gì? Những kẻ mà giết người không gớm tay, những ả đàn bà đó, gái khắp các cái vũ trường ở Sài Gòn, cả hàng triệu thẳng ra. Thì cái nền giáo dục đó là thất bại hay thành công? Chưa kể họ học, họ giỏi như thế nào, nhưng mà riêng về cái chữ mà tiên học lễ hậu văn thì cái việc mà học lễ đó là thất bại, cái nền giáo dục thất bại. Thì ở cái chỗ này em cũng xin nói cắt lời anh một tí, là cái vụ mà người cộng sản còn sẵn sàng hy sinh vì cái nghĩa vụ quốc tế cao cả nữa, là ở đây cái chế độ diệt chủng Pol Pot là một cái ví dụ. Còn riêng về cái giáo dục như ông Lam Sơn á, ổng hí hửng lắm, ổng mừng lắm, ổng mở cái diễn đàn về cái trọng tâm là giáo dục. Ổng là cái giảng viên một cái trường nào ở bên New South Wales, ở bên Úc á, ở bên bang New South Wales á, là ổng là giảng viên cái trường nào đó mà không biết là thạc sĩ hay là cái gì thì em không biết, nhưng mà ổng là giảng viên. Em nói lên, em nói tay đôi với ổng là em cho phép anh đặt câu hỏi, và em đặt câu hỏi anh trả lời cho em về cái vấn đề giáo dục. Em chỉ so sánh nước Úc với nước Việt Nam thôi, mà ổng không nói lại em luôn. Rồi ổng kêu thể lên chửi em không còn một cái gì luôn. Em nói thiệt với anh á, là chỉ biết xuyên tạc thôi. Những cái mà anh nói như lúc đầu á, là về cái thi Olympic các môn này kia á, là em hỏi, thì em đặt câu hỏi đại Úc như thế nào và Việt Nam như thế nào. Em chỉ cần đưa ra những cái đó để em để lập luận với lão thôi, là lão cứng họng đưa thẻ lên chửi tục, là lên chửi em, là em thoát ra ngoài em không nghe đó. Cho nên là chỗ đó có những cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó thì khỏi có nói, đừng có nói là chê bai là cái nền giáo dục này, nền giáo dục khác. Thì mình phải có những cái dẫn chứng là... thực tế ở ngoài xã hội, chứ không thể nào mà ấy được, quy chụp được. Mời anh. Vậy là cái nội dung nãy giờ là của Tây Lam Sơn viết hả? Không, cái này là cái này là em lượm ở trên Facebook, lượm ở trên Facebook. Nói chung thì mấy cái luận điệu này thì nó đâu có gì lạ nữa. Nó có cái bài chung của tụi nó hết, cái bài chung của tụi nó hết. Thì đánh phá giáo dục, y tế, rồi tư tưởng văn hóa, rồi chung là đa đảng thì xuất quanh đi quẩn lại cũng có từng đó, mà mình nói tụi nó cái đầu tụi nó không có thấp. Thứ nhất là tụi nó lên tụi nó chỉ copy thôi, chứ nó không có kiến thức để nó viết ra một cái bài gọi là phản biện. Đa số thôi là nó copy, nó dán. Chứ cái đám mà chống phá có đứa nào mà nó có kiến thức đâu. Thật sự mà nói lên Facebook chưa thấy đứa nào nó thể hiện được một gọi là nó có cái tầm để mà nó phân tích một cách tư duy logic đó, để mà thuyết phục được người khác. Chưa thấy đứa nào luôn. Đó, nếu mà không nói được cái là bộ quay qua chửi hoặc là chế hình dán. Bởi vì anh mới nói hay nói là chắc chuẩn bị là chế hình để lật đổ cộng sản hả? Cộng sản mà chế hình mà lật đổ được cộng sản thì tôi quay phải chờ mấy ngàn năm. Bởi vậy Quang Lâm á, nói... Quang Lâm nó thắc mắc là tại sao làm người không muốn mà cứ muốn làm bò để thằng lớp 7 nó sọ mũi nó dắt đi lòng vòng đó. Là như vậy á, những cái thành phần như vậy không à. Chứ còn kêu mà lý luận phân tích cái gì, hỏi cho ba câu rồi cứng họng quay qua là chửi tục chứ chế hình rồi các kiểu thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Vậy thôi.